我会被输啊。Truyền thuyết kể rằng trong mỗi hộp quà Omachi có trồng một cây tình yêu nảy mầm từ tinh hoa của đất, nở hoa kết quả tạo nên một kiệt tác sắc hương vị để tưởng thưởng cho người yêu Omachi Tết này. Omachi phiên bản cây tình yêu, món quà Tết chúng tôi trân trọng dành tặng bạn. Mẹ con mình cùng bày mâm ngũ quả nào. Quả đỏ cầu may mắn cho năm mới. Mẹ ơi, thêm đỏ thêm may mắn. Đón cơ hội trúng 10 giải tỷ phú và 10.000 giải triệu phú. Mua ô mua, nhắn tin để biết ngay kết quả. Mâm ngũ quả cầu dừa đủ xài sung. Hạt dưa đỏ cầu cho may mắn. Chúc mứt gừng nồng ấm an khang. Thêm con bò cười rộn vang tiếng cười. Chúc cầu cho cả nhà đỏ nhà vui, ấm như mắt gần và cười tươi như con bò cười. Hôm nay con bò cười chào với nụ cười Tết, gắn kết những yêu thương. Mẹ ơi, con lo hương thơm của con sẽ không giữ được lâu. Hãy nhớ cả nhà luôn bên con. Lizzie, tôi biết bạn đã chờ cả ngày, nhưng lâu lắm rồi chúng tôi chưa thấy ai thơm lâu như thế. Làm sao bạn có được hương thơm lâu đó? Tất cả là nhờ có mẹ. Comfort, hương thơm bền lâu như tình yêu của mẹ. Xin thông báo, bây giờ là 12 giờ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay ngày 30 Tết sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhân dịp xuân mới Giáp Ngọ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho Đài Truyền hình Việt Nam một cuộc trả lời phỏng vấn về những kết quả nổi bật trong năm qua và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng trong năm 2014. Ngày 30 Tết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo, các nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.